3 cân chải. Đây, chải này hắn, tuy là hắn gửi hắn tẻo, hắn chết hết rồi mọi người, nhưng mà nó béo lắm. Tẻo đó. Ơ, đợi đàn xóm á. Chúng tôi bán á. À vâng. Đây nha mọi người. Nó tẻo rồi nhưng mà con mồm có trứng mùa đây này, chuẩn bị hết mùa ghẹ rồi để có đếm mùa chải mọi người. Đấy, con mồm có trứng mà béo mọi người. Giờ mình sẽ đem đi mình hấp. Mọi người nhớ theo dõi video của mình nha. Đúng rồi, ăn cam đấy. Đây nha mọi người. Đó một nồi to 3 cân mọi người ạ. 3 cân là 45.000 nha mọi người. Đấy. 15.000 một cân. Có mồm béo hết mọi người. Mọi người nhớ theo dõi video của mình nha. Xong một hồi hấp rồi, giờ đã ta đã chín rồi nha mọi người. Đấy chưa? Chín rồi. Giờ mình sẽ đem ra mình ăn. Hello, hello, xin chào các chị em. Hello mọi người nhá. Hôm nay hai chị em nhà mình đây ăn 3 cân chải mọi người ạ. Đây, hello, mình hấp xong đấy. Hello, xin chào các bạn. Giờ ăn mọi người ạ. Lấy chén. Chải này người ta gửi là chết rồi nhưng mà vẫn béo. Ủa, đầy lắm chứ, là kiểu gầy đâu. Lúc nãy giờ chín rồi, nhìn gầy. Béo mà. Bóc cho con cái. Mời mọi người nha. Lấy cái kéo hộp quán này mà cắt cho dễ. Đấy. Ăn, con mồm có trứng mọi người ạ. À. Ơ trời, nó vào lúc quá 8 giờ. Wow. Này, nhìn hắn nghẽo chân rồi, vợ nam chắc là ăn vỏ ấy mà, cái thằng quá là béo quá trời đi này. Đó. Thì dạ. Cái đám này dùng chữ ra đây để cho thằng bóc đi. Đây là ngon á. Ngon nha. Ừ. Mà no lắm rồi ạ. Nó lọt ăn đi. Cứ phải để tin nó gì. Ừ, béo lắm. Ăn rồi thì ăn béo, không có vị gì mấy. Trứng không? Ba cháy bù chẹ luôn. Thế nào mà cắt ra này, cái mà là cái sò cái không được ăn này. Ba xin chào. Ốc sò bây giờ bị vui sớm. Cái cải chín đi sò á. Cái chai này chạm vào uống còn nữa. Ăn đi thế nữa. Trời ơi, tức là chứ là ờ, nó khỏi đói. Chóng đói á. Mệt quá. Quá có lắm nè. Khó quá trời. Đây nha mọi người. Wow, con mồ có trứng. Wow, con mồ trứng ngon hết. Rẻ mà có chịu bạc có gì chả có trứng. Đang mùa này bữa sau rẻ hơn này cơ. Bữa sau chắc rẻ lắm, cứ mua chả ăn mọi người. Ăn ăn được ngay bóc của cha rồi. Nước ngay, nước ngay, nước ngay. Nó già lục rồi. Ăn đi. Không đồ lắm. Dạ. Hôm nay là ăn các bạn ơi, cái cần cần đấy, mai con cháu con là ăn. Bố mẹ chồng hôm nay nghỉ á, nhưng bố mẹ chồng không có. Rồi để xoắn. Cái con chả nhỏ thì béo quá trời các bạn. Mời các bạn ăn chả với nhà mình nha. Ui trời ơi, đã béo lại đó xem. What? Thế ăn với mười con đó là lúc này luôn là tê. Nó thế hai chúng ta cắt. Ủa ba. Không có. Ủa ba. Itaga ane oni togi ta iso togi ne omi mo. Ôi trời ơi, giờ không hát là ra ok để cháu. Mau mà. Xin chào. Có thấy đâu, xin chào. À nhô. Con mô ương, con mô ương là hát như chị Huyền này. Thế là con muốn chết lâu đó. Kiểu như hát chết, hát vô là hát chết rồi đó. Còn mấy con này là ở đây là người ta gửi đá cho mình nha, người ta ướp đá người ta gửi nha mọi người. Con cái sói ăn nó hay lắm, lúc còn nó có trứng.
Tèo có lấy được yến nào không? Không, lấy yến làm gì? Để cả yến. Con đâu có trứng này. Ồ, con này cũng có trứng này, cạn một cái lỗi trứng rồi. Ô trời, em cứ cạn đầu bỏ chứ ạ. Cạn đầu chưa thế đâu mà con đi tưởng áo ốm đấy chứ ai biết lại có đầu đít con lại có trứng. Cạn đầu đít thì bóc đầu đít xong thì để bóc lên xong thì đỡ không cái đỡ gãy. Rồi trứng quá trời đó. Bóc còn mù bóc trộm cái gì? Còn mù cắt. Còn phải cắt rồi mà. Mà mình cứ dạy sớm một cái gì nữa. Con chó con thì lúc mua bé ăn chồng được mình cứ phải dạy sớm một cái gì. Con chó con thì dễ có đi đâu hả? Ừ, ta vô chế chế vô 8 rưỡi hay 8 giờ 15 ta dạy. Con nhỏ tí không có chứng mày. Hôm nay cứ 8 giờ kém 20 là dạy. Chứ cả chứ. Dạy đâu có dạy là ra khỏi giường là phải con học thải tí mới ra. Hai hãy thải cái thói quen này. Bấm được thải tí mới ra khỏi giường ạ. Yên ngồi chứ. Nào giáo tính ngủ chứ. Thì phải em đêm dậy ra chứ đừng có bực dậy luôn. Ừ, tôi phải tỉnh ngủ tôi mới dậy ra chứ. Dậy á là phải để cho kiểu như chó lưu thông hết mạch máu á, chó lưu thông hết á, mình đang ngủ mình bực dậy cái mình dậy luôn là không tốt. Làm mà suy nghĩ đâu, tao làm tao làm tao phải nghe mà đái tao phải chẳng chọc mãi tao mới dậy tao mới đái của mà tao đái là 20 nó đó tục quỵ. Thế cứ phải nằm mơ để lâu lâu mới dậy đái. Không, này chị mà muốn dậy đái nha, chị đang ngủ thì chị dậy cái tính như dậy. Chị ngồi phải cỡ 5 phút ở trên giường. Bắt đầu chị hở xuống chị đi. Tuy nhiên đang ngủ này, dậy cái dậy đứng đi luôn là không tốt. Không có dậy đâu, không ngồi. Không ngồi nó ra làm nóng.
à, chồng chồng nó sẽ bước ra. Quá trời. Thế mình cứ đậm giống mùa này đây, mùa lạnh thì sẽ lại càng béo hơn chứ nhỉ. Rét mùa rét lại đéo mua giày sớm nhé hả hạ tiêu rồi đây đây nhập lý mà đây nha mọi người, thấy chưa, thấy chưa nè, một đĩa thấy chưa, ta để đây đi. Bóc tao dưới cho hết, chưa hết nữa đâu. Đúng rồi đó. Ý là thế con bóc luôn mọi người. Vừa bóc vừa ăn đó mọi người. Bụng đây thì hai chị em mình sao bán hết được. Ba mấy con mọi người. Mà trứng không, con một con trứng á. Ngấy lắm. Ồ, con chó con nhà em ăn hết đó mà thì. Ồ. Con biết là con nó có gì mà ăn hết. Chấm tim nước luôn. Ngon, quá trời ngon. Ừ, với con gỡ tí quả trứng này. Ừ, con tí để ông quả trứng chưa. Cái mùa trái này phải. Nó lọ lượng hồi trước mà. Bao này để mai cho bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng ăn mọi người. Cả ra nhà. Cả nhà ăn á. Giờ mình phải bóc và ăn. Với đứa trẻ qua ăn cơm mọi người. Ăn cá lươn rồi. Chồng mình ăn cá lươn no. Ăn được mỗi con trái, trái trứng. Cái nằm vô lại game này. Tên Vang ăn no rồi, tên Vang bảo ăn có tên Vang phải ăn được một đĩa đâu á. Ừ. Ăn được nhiều lắm nhỉ. Ừ. Mà ăn no rồi. Về Việt Nam. Ý là làm cái món chải hay thích. Ra đây cái ý để có bầu á, em hồi nghe em cũng muốn chải đang ạ. Ừ. Xong với cái đó về Việt Nam là ăn chả chiên thồng, chiên thồng, chiên xù. Xong bắt đầu mới kêu là, mới kêu là cái con đi đang nhớ dài lắm. Cái con đi ở Việt Nam cũng ăn rồi, đợt về nhà ta ăn rồi nhớ dài lắm. Kêu là ở Việt Nam ăn ngon hơn. Chiên bột giống như chiên bột, giống như thang tôi giúp đó. Có bột, có dầu phải ngon hơn cái lụa chứ. Kêu ở Việt Nam ăn ngon hơn, đang nhớ dài lắm. Cái tiền nó nhớ dài lắm. Mình còn đi lúc nào ăn đại vòng vàng luôn này. Tao có ớt người này. Không cưa được, không cụ coi được. Cho con này. Con béo bóc bóc xong là cộng cái này này, cộng cái vỏ này. Lá hát ra, hát ra luôn, con béo á. Nó đầy quá đó. Còng cái đó này. À ngơ không biết. Tí nữa không bỏ vào trong cái thố nha. Để nắp lại được không? Ừ. Hay là mình ra kia mình bỏ cái túi á. Cái nắp vào đây lại thôi. Con đầy là tự làm là béo này. Đau lưng mệt chứ. Kêu là tên mưa thì mang quần áo thằng sầm mỏng, mang cái bộ quần áo này thằng sầm mỏng bán cho thằng sầm mỏng. Có mà đi ngủ mặc bộ chứ mấy bạn. Có mà đi làm đâu mà để mà đi làm. Nó thục quá. Nó không đã đẹp. Như người nhỏ con á mà được. To
con nhìn nó to quá. Ha ha ha. Béo lượng cầm cái bọn em làm khách sạn mỗi lần là có cái này ui thôi sao là phải đứng cắt cho khách rồi kêu giá bắt đầu bê vô rồi đứng ở bên gì á cắt có người còn kêu là có người thì người ta kêu cắt hay đường móc á, có người thì kêu bóc thành bao á. Đó anh chị mừng khách bỏ ít mà chủ bỏ nhiều quá, để cái lòng khách mà ngồi trẻ cứ 5-6 đến nhân viên á kêu ông Thành đó ông bỏ lúc 500 thì đó 500 càng nói rằng anh tôi phục vụ cái đoàn kia dòng Hà Nội cứ cái đoàn đó ăn có một mười mấy bàn ạ, cỡ mười bàn hay tám bàn thôi, mà ăn một ngày hết 86 triệu. Chị Hướng á, chị Hướng làm kiểu như là thủ quỹ rồi, ở bắt đầu của em là đứng em với con Linh á là đứng ra là chủ ở đứng ra là phải chịu cái đoàn đó đó, phục vụ đoàn đó. Phải công nhận là cái người đó thoát cái chủ á, chủ đoàn á, ý là người ta cũng giàu nữa cơ, người ta thoát bo ra hai tên một lúc đưa tôi hay đưa con Linh à, xong đưa vai tôi 1,5 triệu hai đứa, 1,5 triệu hai đứa có chia đâu đâu. Trời, vai tôi chịu bằng mô, vai tôi lấy bằng đoàn đó chứ đâu có phải là chia, nhưng mà vai tôi lại ý là kiểu như là quen cái con kia à. Là mày tôi cho hắn là chỉ có 3 tên thôi, nhưng mà tôi con Linh lấy nhiều và chỉ có 3 tên thôi. Mấy người kia ở giữa mỗi lần mà chiêu đoàn mua thì bay tôi biết thì cho bay tôi chứ còn bay tôi biết có cho được não luôn chứ não luôn có cho được bay dùng chơi rất luôn rất sâu rất cho ở vùng phòng đó cho nên cho phòng họ bò đó. Cái bộ bụi bàng ở đây không có đó. Nó giọng cho đừng có nói. Đợi đó tí. Gánh lắm mà. Không thấy bộ chị nhỏ ánh đó. Gánh lắm này. Lúc có tiền có cho bay tui đâu. Mà bay tui là làm kiểu như là bên đó chứ. Xong cái đoàn đó. Cái đoàn nó chả biết ăn mấy ngày. Sinh nhật qua đang ngủ trưa một cái bà cố nó đi ra đang nằm ngay ở cái hành lang ở cái đường cầu thang máy đó nóng quá chứ từ sáng đó bốn đứa như bốn cái sa mà lên nằm lại đáp lại mặc đồ trắng rồi thì thiên hương mặc đồ trắng đó lại lấy cái gà màu trắng cái chân màu trắng đi đáp đó thế à nóng thì còn lấy gà màu trắng đáp nóng cái bà cái chừng nó gần quá thì nó ra xuống tay đó vượt qua nhưng mà lấy cái chân nó phủ chết nó khỏi ra tay nắng nó đỡ thả xuống nhà này nhãn khác mà từng nhãn khác nó thả vượt qua mà đáp cái chân trắng mấy bà được cầu thang máy đi đây hoảng quá giật mình. Cái bà cô cái bà đó là trong cái hội mà kiểu như là cô là bộ người ta cao tuổi vậy đi du lịch đó thấy nằm bốn tiền bốn cái xác tượng mang ra tiền mang ra cho mang ra 100 mình cho kêu không lấy kêu cầm lấy thế là cho bốn đứa 100 mình rồi đến bữa sau lại tao đi dọn phòng lại vô cho một cho bia kiểu đời kêu là uống bia đi giống như kiểu Hà Nội đó Hà Nội kiểu đấy này với Hà Nội với Dương Hà là Dương thành phố là cứ uống bia đó. Cho bia sao không lấy sao là cho rượu thu mang về cho lướng mà cười sao để đó giống như cho 100 hay sau lại cho thêm tiền rồi sau lại cho thêm tiền nữa rồi chị thu thì cho chị thu bia cái gì đi biết chị thu cho trần chị thu mang lạ đi chó mà cái đó đang mùa lạ mà đang mùa giống lạ đó chị thu cho lạ sau lại cho tiền lắm mà sau lại cho tiền nữa mà sau lại cho tiền nữa mà cười không chịu đấy. Đây bố bảo bà già nghèo không có tiền, bà già giàu có cha lương ở tháng lương tháng lương hưu rồi con cháu lại cho con cái lại cho đi du lịch đó kiểu già không lấy không phải già hàng bó tiền đó
mà đó đâu có tiền bo mấy đâu, làm cái chuyện đó đâu có tiền bo mấy đâu. Qua em làm thằng chó gì thì bỏ lắm, nhiều lắm. Lâu lâu giặt được bộ quần áo, giặt chụp ông chủ giặt quần áo nó lấy tiền đó, số 10.000 bộ đó, giặt chụp. Còn nữa, chị nhỏ lắm, chả biết một cái cửa mà ít ra cửa kính đó, mà từ bọn em từ quán cà phê bên kia thâu dài này, nhà hàng bên này quán cà phê bên. Đi chả gì, chả biết chị hết mắt đi kiểu gì mà đâm thẳng. Cứ đường ta mở cửa đó, cái nó thoáng, thoáng thấy sạch quá này mùng lau mà, không thấy cái gì hết, đi lau thẳng luôn. Răng mà lại đập có cái mà bị đứt ngay chân mày luôn, phải đi khâu mà. Ông thằng chó chả biết cho mấy triệu nữa. Ông thoáng lắm, cho về cho mấy triệu để đi băng mà. Thôi em, thắng rồi, bữa em còn mà ông thắng đó, ông nổi tiếng rồi rồi. Ông giàu lắm, ông giàu nhất cái khu đó đó, giàu nhất mà khách cũng đông nhất. Anh Phương không giàu bằng đâu, anh trong một anh Phương hai cũng là một ông chủ đấy chứ, nhưng mà cũng không giàu bằng ông thằng đó. Khách anh Phương là khách mà cùng lò xo đi du lịch. Trên Tiêu Hương, qua Long Nhà, rồi qua lâu ít là qua Tiêu Hương là hai Tiêu Hương là ít con đoàn du lịch xe to đó, nhiều lắm. Ai được kính phòng là được mua và có lễ này lễ hay ngày gì với được kính phòng, còn ngày bình thường đâu có kính phòng, thứ bảy chủ nhật đâu có kính phòng, cái có còn thứ hai phòng ba phòng mà khách phòng cho lại lâu đi lâu kính đó, và ngó ra đéo về trà. Hai khách du lịch cứ đi ba xe ô tô vận tải giống như xe công ty đó, đi đâu mà cùng đẹp mà cùng lò xo với cùng đi rất tổ âm đi du lịch đó mấy cái. Không có tiền bo đâu, không có đi tổ âm cái đâu mà đi tổ âm có 10.000 đó lấy đâu mà tiền bo lắm này, đồ tiền đi du lịch là may lắm rồi, đồ tiền bo. Bây giờ chúng rất là dạng đi công ty á, đi công ty là công ty đái đó, công ty bao đó. Lâu lâu ta cho đi du lịch đó, công ty Hà Nội đó, Hải Phòng, ở ngoài Thái Bình, vô đây đi du lịch, Bạn Ninh, ở Bạn Ninh, Bắc Giang, thấy không? Tất cười đi du lịch mà đến lúc qua hết khách buổi chiều đó, qua ra đi chơi mà mấy bác xe riêng mà ngồi cùng lò xo, qua trò hỗn hợp vậy còn thiếu đôi, còn có đôi tổ ong mà không mua đôi dép khác mà đi tổ ong đi du lịch. Ô vậy nào? Trời, quên cả cho con ăn, đang ăn trong bụng đó. Ngủ đó. Còn mấy cái bà già đó đi du lịch đi có ba lô. Thế sao mà nhỉ? Ôi trời, đầm một con bà mạ mồ. Con ghẹ thôi đó mà. Bà mạ nó cũng bà mạ chứ con ghẹ. Bà mạ mồ. Bà mạ. Thế này có chú này. Có chú này. Lấy này. Cái ảnh bốc thật. Đây em mọi người. Hãy xích xó. Ba cân. Thúc cả thẻ. Ba cân mọi người đã thấy chưa? Xong rồi mọi người ạ. Hẹn mọi người video tiếp theo nha. Bye bye. Hẹn mọi người. Bye bye. Xin chào. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Nhớ ủng hộ và đăng ký cho gia đình nhà Việt.